có nghe thông tin gì về phía Khải không? Không ạ. Lộ trình vẫn như cũ mà chị. Chị thấy bồn chồn quá. Cảm giác như bên công an bắt đầu có động thái. Mà có thể sẽ nhằm vào việc cung cấp vật tư thiết bị y tế trong thời điểm chống dịch đấy. Việc ai người đấy làm thì mới có ăn. Mà chị em mình lại là trường hợp ngoại lệ. Giờ chỉ cần chữ ký của lão Khải nữa thôi là ok. Tạm thời điểm này thì yên tâm. Nhưng mà mình cứ phải thận trọng. Mà tốt nhất, chú nên dừng những cái hợp đồng chưa ký lại. Chưa thấy bên công an có báo cáo về việc triển khai chuyên án. Mình vẫn phải thận trọng. Chứ không bỗng dưng mấy hôm nay lại có tin đồn lao xao như thế. Em thì em vẫn đảm bảo là phía em sạch. Thế thì chị cứ nghe ngóng ở trên đấy xem có tình hình gì thì... Được rồi, không phải nhắc. Chú cứ làm theo ý chị nói. Mà này, nhắn tin bằng Viber rồi xóa luôn đi nhá. Vâng. Mời đi. Thành phố Hồ Chí Minh thế nào? Báo cáo tất cả đã vào vị trí. Hà Nội thế nào? Báo cáo đã thực hiện theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo chuyên án. Tất cả các mũi tiếp tục bám sát mục tiêu, nắm bắt mọi di biến động của đối tượng, kịp thời báo cáo để có phương án xử lý. Cái khu này của anh được đấy. Tầm ngầm. Đã cho thằng em chung tí nào? Định đầu tư sang du lịch. Quan trọng ấy là giữ bất động sản thôi. Sắp tới tôi sẽ đầu tư vào mảng năng lượng và khoáng sản. Có mấy ông anh muốn chung vốn. Cậu có làm tí không? Y tế vẫn đang tốt, đang xuôi trèo mát mái. Bác quay xe để làm cái gì? Từ lúc vào dự án, lúc nào tôi cũng cảm giác bất an.
giá của công ty mình đang cao hơn rất nhiều giá của các đơn vị khác chào bán. Đấy là ý chỉ, anh em mình có quyết được đâu. Quy trình của mình thì chuẩn chỉ, không sai ở điểm gì cả. Mà đứng đằng sau lại có người đỡ, thì bác lo cái gì nhỉ? Vậy cho nên tôi mới nói, linh cảm của tôi rất đúng. Có thể thời điểm này mình không sai, nhưng 10 năm, 20 năm nữa, họ vẫn có thể lật lại. Trong bối cảnh này, cậu cho tôi rút khỏi dự án. Và tôi khuyên cậu cũng nên chuyển hướng đi. Không, em thì chắc là vẫn phải tập trung vào y tế thôi, vì nó là cái nghề của em rồi. Nhưng sắp tới em sẽ đầu tư mạnh vào hệ thống bệnh viện tư nhân, phục vụ cho đối tượng khách hàng ở các thành phố lớn. Bác có... Đó là việc của chú. Còn hôm nay tôi muốn tôi và cậu giải quyết dứt điểm chuyện của mình. Thế bác định thế nào? Tôi muốn rút khỏi Khải Tuấn. Thế còn những vị đứng sau lưng bác thì sao? Chúng tôi đã bàn và tôi được quyền quyết định. Thế tức là người đứng sau cũng rút luôn? Tôi vừa nói rồi mà. Toàn bộ những khoản chi ngoài em đã sao kê hết ra đây. Anh em mình làm việc rõ ràng một lần để tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ với các bác ở trên. Tôi với cậu làm việc với nhau không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Tôi tin cậu mà. Đây là thủ tục của hội đồng quản trị và hội đồng cổ đông. Cậu xem qua đi. Anh định chuyển nhượng thế nào? Công ty mình chưa lên sàn, nhưng cả tôi và cậu đều biết lợi nhuận nó là bao nhiêu. Anh em mình quan hệ với nhau đến giờ mọi chuyện đang rất tốt đẹp. Tôi muốn nhường lại cho cậu. Cho tôi một con số đi. Người anh. Cậu ép tôi quá. Thời gian vừa qua kiếm được bao nhiêu cậu cũng biết mà. Thực ra cái số cổ phần bỏ ra để đầu tư thành lập công ty và cái chi phí đầu vào nó chẳng đáng là bao. Cái quan trọng nó là lợi nhuận. Mà cái lợi nhuận từ trước đến giờ là nó vẫn đang tốt. Bây giờ bác rút, có thể biết đâu cái lợi nhuận nó sẽ khác. Mà vaccine thì có rồi. Thế là tất cả những cái rủi ro nó đổ hết lên đầu em. Nên là cái giá em đưa cho bác, em thấy là nó hợp lý rồi. Bác ok thì ta ký. Ok. Thống nhất như thế, nhưng bác phải hoàn tất toàn bộ những cái thủ tục pháp lý còn sót. Lại liên quan đến chuyện đi biển. Thật ra thì lâu rồi bác mới ra Bắc, thì cũng nên đi gặp người này.
kia, rồi làm nốt cái trách nhiệm của một chủ tịch hội đồng quản trị. Trước khi đi biển, tôi muốn giải quyết tất cả những gì liên quan giữa tôi và cậu. Và sau khi cậu bước ra khỏi đây, tôi không còn là người của Khải Tuấn nữa. Bác vội thế nhỉ? Cứ để đi biển về đã. Tôi muốn ngay lập tức. Tôi hứa, sau khi xong việc, tôi sẽ đi cùng cậu để gặp người ấy. Của cậu, để giải quyết tất cả những việc tồn đọng. Lấy cái gì để đảm bảo nhỉ? Làm tin nhỉ? Có thể là cậu không tin tôi. Chẳng lẽ những người sau lưng tôi cậu cũng không tin nốt?